một trong những cái mà tâm đắc nhất của chúng tôi đối với cái bộ sách này, đó là cái hướng dẫn đưa ra những cái công cụ hướng dẫn cho điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, từ cái lúc tiếp nhận người bệnh đến lúc lập kế hoạch chăm sóc, đến lúc triển khai thực hiện và đánh giá cái kết quả của mình thực hiện. Có một cái em bé mình cảm nhận là em rất mong muốn có một cái cuộc sống thay đổi cái hiện tại khi mà em bị tứ chứng pha lô, là tim bị bẩm sinh. Bé nói rằng các cô hãy cố gắng hết sức, nhưng mà có những điều gì mà xấu xảy ra thì con cũng cảm ơn. Vết thương khô để làm cho ẩm, một cảm thấy thoải mái, những cái dạng da nhân tạo nào để chúng ta có thể áp dụng. Đối với vết thương mà rỉ dịch thì những cái gì có thể kiểm soát được cái dịch đó. Và hiện nay có những cái dung dịch nào tốt nhất nữa thì sẽ là phân tầng theo chứng cứ cả. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Y tế Đột Phá. Chương trình Y tế Đột Phá được phát sóng vào lúc 18 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và YouTube UMC. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa công bố ra mắt một bộ sách chuyên khoa điều dưỡng. Và cái bộ sách đó là một bộ sách đầu tiên dành cho ngành điều dưỡng. Vì vậy cho nên là mời đến trường quay ngày hôm nay, chúng ta sẽ có tiến sĩ quản lý điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Minh, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Em chào tiến sĩ Hồng Minh ạ. Xin chào Như Thảo, mình tên là Hồng Minh, là tiến sĩ quản lý điều dưỡng, là trưởng phòng điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược. Mình đã có 22 năm kinh nghiệm. Tiến sĩ quản lý điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Minh, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng Việt Nam, 15 năm kinh nghiệm quản lý điều dưỡng tại khoa hồi sức phẫu thuật tim mạch, hóa trị ung thư. Chị đã hoạt động 22 năm trong lĩnh vực y tế, là bắt đầu bằng công việc điều dưỡng hay là mình đã làm cái gì đó trước đó rồi mới chuyển qua về điều dưỡng ạ? Mình là ra trường là cử nhân điều dưỡng, thì một trong những cử nhân điều dưỡng đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược. Và đến sau này là cũng là thạc sĩ đầu tiên được học từ Hàn Quốc, hoàn thành 3 năm học tiến sĩ quản lý điều dưỡng tại nước ngoài. Chị có tâm huyết với cái công việc là điều dưỡng này từ khi mới bắt đầu làm việc trong ngành y tế rồi? Thực tế thì ba thì làm nghề y và ba mong muốn là con sẽ trở thành bác sĩ cơ. Lúc mà mình thi đậu bác sĩ ở trên Bệnh viện Tây Nguyên và lúc đó ở Đại học Y Dược thì sức cạnh tranh rất là cao và mình là đậu thiếu 2 điểm. Và lúc này là mình là học cử nhân điều dưỡng. Trước khi bắt đầu học thì trường chỉ có được 12 điều dưỡng là cử nhân thôi, và mình sẽ là người thứ 13. Thêm được biết bộ sách chuyên điều dưỡng này của Bệnh viện Đại học Y Dược á, sẽ chia theo gọi là, thay vì bình thường điều dưỡng là đa khoa, là một điều dưỡng có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà riêng trong bộ sách vừa ra là sẽ chia thành là những điều dưỡng chuyên khoa cho từng khoa như thế nào, phải tập trung hơn, phải có những cái yêu cầu đặc biệt hơn, có đúng không ạ? Hiện tại thì trong cả nước thì chúng ta chưa có đào tạo điều dưỡng chuyên khoa. Bệnh viện thì bệnh viện đa khoa và có rất là nhiều cái chuyên khoa khác nhau. Như vậy thì điều dưỡng thì theo người bệnh và chúng tôi gọi là điều dưỡng đa năng. Như vậy thì hệ thống sẽ giúp cho chúng ta là đưa vào trên hệ thống là điều dưỡng nào cũng có thể tiếp cận được những cái nguồn kiến thức và cái quy trình chuẩn mực như vậy để cho thực hành. Từ cái quy trình cơ bản, quy trình chuyên khoa, quản lý vết thương, quản lý thuốc hoặc là những cái chăm sóc cho người bệnh sẽ theo những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi đã tích hợp trên cái hệ thống bệnh án điện tử. Như vậy đến từng trạm tiếp xúc thì chúng ta sẽ mở cái trường thông tin đó ra thì sẽ hiện ra những cái thông tin mà gợi ý là phải thực hiện. So với những bộ sách khác về điều dưỡng thì cái bộ sách của mình nó có gì khác biệt ngoài cái việc nó sẽ chia điều dưỡng thành chuyên khoa hơn, thì nó còn khác biệt gì nữa ạ? Sự khác biệt của cái 7 bộ sách này cả về nội dung lẫn về hình thức của cái cốt hóa của một quy trình. Hiện tại thì chúng tôi sẽ phân chia ra là sách cơ bản, tiếng nói là cơ bản chứ thực sự đó là những cái quy trình chuẩn mực theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và có một cái sự cập nhật dựa trên cái minh chứng của khoa học. Ví dụ như thực hiện một mũi tiêm làm thế nào cho an toàn thì đó là cả một hệ thống, từ người ra chỉ toa thuốc, rồi từ người kiểm duyệt cái toa thuốc, từ cái người thực hiện và cái người theo dõi giám sát sau đấy, và cả cái hệ thống quản lý cũng sẽ được kiểm soát được cái tình trạng của cái toa thuốc. Còn quy trình điều dưỡng có một cái vai trò chủ động, khi gặp người bệnh thì phải nhận định vấn đề của người bệnh, rồi cần phải thực hiện những cái kế hoạch
và phải chăm sóc để đáp ứng cái nhu cầu của người bệnh, và điều dưỡng có cái khả năng ra được cái chỉ định phù hợp. Như vậy yêu cầu cái sự phân tầng về năng lực phân chia của điều dưỡng làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu này. Khi mà đào tạo của chúng ta chưa đi kịp đến cái nhu cầu của xã hội thì chúng tôi sẽ tạo nên những cái bộ sách như thế này. Thay vì chúng ta sẽ đi tới một siêu thị có nhiều thứ để chúng ta mua, còn chúng tôi đã sẽ đóng gói sẵn, khi nào cần cái gì thì anh chỉ cần lên hệ thống chọn, chúng ta có một cái gói dịch vụ mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ mung gói ra, thì có những cái điều hướng dẫn cơ bản. Như vậy thì nhân viên của mình cứ phải thực hiện theo để tạo ra một cái chuẩn mực chung cho hệ thống, và chúng ta sẽ quản lý nó, giảm được cái rủi ro hơn. Cái đó là cái sự khác biệt về cái chuẩn mực nè, khác biệt về cái tổng quan nè. Còn cái khác biệt mà chi tiết và cụ thể hơn, ví dụ như khác biệt về điều dưỡng trong bộ sách đó là về cái kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Giống như người bệnh mà sau khi mổ viêm ruột thừa đi, thì khi mà nhận định tổng thể là những điều bắt buộc, thì cái phần mà nhận định thì chúng ta sẽ tập trung. Và trên cái tập trung của vấn đề này thì chúng ta chia ra những cái yếu tố gì, gợi ý trên cái từng trường hợp cụ thể của bệnh này thường gặp. Và bệnh viện đã có một cái hội đồng chuyên của điều dưỡng, những người rất là am hiểu về chuyên môn và có sự phối hợp hướng dẫn cho điều dưỡng, có thầy cô khối điều trị, có dược sĩ, có về quản lý chất lượng, có về kiểm soát nhiễm khuẩn, và chúng tôi nhìn vấn đề toàn diện hơn trên một cái chẩn đoán cụ thể của người bệnh, giúp cho điều dưỡng có những cái kế hoạch can thiệp cho người bệnh phù hợp. Có nghĩa là ở đây điều dưỡng sẽ không chỉ đơn thuần như chúng ta hay nghĩ rằng điều dưỡng là người chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân, đưa thuốc cho bệnh nhân, mà điều dưỡng của bệnh viện Đại học Y Dược là có thêm cái khả năng là có thể chuyên sâu hơn về chuyên môn hơn của từng bệnh nhân, là từng cái bệnh nhân đang mổ cái gì, đang có vấn đề gì. Theo như em á, thì em thấy là cái công việc mà điều dưỡng cho bệnh viện rất là vất vả đó chị. Hầu như là cái gì cũng đến tay mấy chị điều dưỡng cả, có gì phải kêu mấy chị trước tiên, chứ không phải là kêu bác sĩ ơi mà kêu mấy chị trước tiên. Trong công ngàn việc. Trong công ngàn việc đó. Đối với công việc điều dưỡng của chị bao nhiêu năm nay rồi đó, chị có cái kỷ niệm nào đặc biệt về một bệnh nhân nào đó mà mình ấn tượng, mình nhớ tới bây giờ không? Ấn tượng thì rất là nhiều. Bởi vì trước khi trở thành một người quản lý thì mình vẫn là một cái nhân viên. Và khi ra trường thì mình sẽ được làm ở một cái nơi cần chuyên khoa sâu. Và ấn tượng của mình là đó là chăm sóc một cái người bệnh tại khu vực hồi sức, bệnh nhân mổ tim. Chắc bé đến với mình thì thường là gia đình rất là khó khăn. Cái chi phí cho mổ tim thì cũng khá là cao. Bên cạnh mà làm chuyên môn thì cả ekip cũng sẽ đi tìm những nhà tài trợ để hỗ trợ cho các bé. Vì mạnh thường quân để giúp đỡ hả? Vâng, Bệnh viện Đại học Y Dược cũng là một trong những cái nơi của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố được đặt cái uy tín rất là cao, hỗ trợ cho các bé mổ. Thì có một cái em bé bằng cảm nhận là em rất mong muốn có một cái cuộc sống thay đổi cái hiện tại, khi mà em bị tướng chứng pha lô là tim bị bẩm sinh và có những cái đầu tay rất là đen và gương mặt cũng vậy. Sống cho một những cái đứa bé mà thiếu oxy và sống trong bệnh tật ở những cái vùng mà núi cao. Bé nói rằng các cô hãy cố gắng hết sức, nhưng mà có những điều gì và xấu xảy ra thì con cũng cảm ơn. Mình nghĩ một đứa bé mới có khoảng 8 tuổi mà nói những lời như vậy chứng tỏ rằng là bé đang mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Giống như một cái điều mà đánh đổi là em phải chấp nhận điều này. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ người lớn cũng sẽ không có giải thích đến với em. Và vẫn biết là những cái trường hợp như vậy thì bệnh viện mổ cũng khá là thành công. Nhưng mà khi mới vừa bắt đầu là tiếp cận với em, nắm tay em thôi, thì em tự nhiên em có cái mong muốn rất là sâu thẳm để là được trở thành một cái người khỏe mạnh đấy. Thì em cũng tự em nói ra những điều như vậy. Tự nhiên mình cảm thấy rằng là trách nhiệm của mình, nếu có cơ hội thì y tế của mình cũng phải phát triển và phát hiện sớm những trường hợp như vậy, cho các bé có được cái cơ hội sớm hơn, được phát hiện và được điều trị sớm hơn. Kể từ đó thì hàng tuần nào cũng vậy, cứ mỗi hết công việc thì cuối tuần vào thứ sáu và cả ekip lên đường. 20 năm trước là mình quản lý chắc cũng khoảng 20 tỉnh thành chuyên về mổ tim cho các bé, lên ở những vùng sâu vùng xa để khám tầm soát cùng với lại đồng nghiệp, cùng với ekip tìm những mạnh thường quân để hỗ trợ các bé, và liên tục trong khoảng 3 năm trước khi mình đi du học
thạc sĩ ở Hàn Quốc. Em được biết tiến sĩ Hồng Minh là chủ biên của bộ sách này, có đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tiến sĩ có thể tiết lộ một chút xíu cái ý tưởng và cái lý do gì mà mình quyết định là viết ra bộ sách này không ạ? Tại sao có cái quyển sách này? Thì đi về cái kỷ niệm của 8 năm trở về trước, khi mà Minh nhận cái nhiệm vụ là trưởng phòng điều dưỡng, thì công việc đầu tiên là Minh có gặp thầy giám đốc, lắng nghe cái mong muốn, cái kỳ vọng của thầy đối với lại cái lực lượng một điều dưỡng trên 1.500 điều dưỡng, gồm có điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, đứng nhiều vị trí trong cái công việc, từ lúc người bệnh đi khám bệnh, nhập viện và quá trình nằm viện. Với một cái vị trí quan trọng như vậy thì mình ý thức rằng là việc không dễ dàng, và để được một quản lý một hệ thống ổn định theo cái tiêu chuẩn và là nền tảng để phát triển, làm sao là một trong những bệnh viện dẫn đầu trong cả nước về cái khối của điều dưỡng, mình nhận thấy là chúng ta cần phải có một cái bộ sách từ chăm sóc cơ bản đến chăm sóc chuyên khoa, và có những cái tiêu chuẩn mở làm sao cho nhân viên y tế có thể linh động và áp dụng những cái tiêu chuẩn này để cá thể hóa cho từng người bệnh. Em được biết đó là bộ sách đầu tiên mà viết chuyên sâu và gọi là sắp xếp mọi thứ khoa học và dành riêng cho cái khoa, cái khối điều dưỡng, có đúng không ạ? Hay là trước đó mình có những bộ sách khác rồi? Khi mình nhận nhiệm vụ 8 năm trước, viện cũng đã bắt đầu tổ chức biên soạn và đã ứng dụng thành công và đã có được một hình ảnh điều dưỡng rất là chuẩn mực giống như ngày hôm nay. Ai đến tới bệnh viện Đại học Y Dược đều biết cái điều này cả. Và nhân cái dịp kỷ niệm 30 năm của bệnh viện, chúng tôi quyết định là điều chỉnh lại và chia sẻ đến hơn 120.000 điều dưỡng trên cả nước. Hồi nãy chị Hồng Minh có chia sẻ là bác giám đốc bệnh viện đã gọi chị lên, rồi trăn trở của bác là làm sao để có thể huấn luyện và đào tạo đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện trở nên chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, và nó ngăn nắp, nó rõ ràng hơn. Thì với cái yêu cầu đó của bác giám đốc bệnh viện thì chị có thể đơn giản là ra một số quy định sắp xếp lại mọi thứ. Thì tại sao thay vì ra một số quy định, chị lại quyết định là có ý tưởng là mình sẽ phải viết cả một bộ sách à? Mình sẽ chuẩn bị là chủ biên cả một bộ sách à? Một cái câu hỏi rất là thú vị. Nếu mà chúng ta xác định cái mục tiêu ngắn hạn trong mấy một thời gian là chỉ có 1 hoặc 2 năm hoặc 5 năm hay 10 năm, chúng ta sẽ có một cái lộ trình đi khác nhau. Tất cả những gì mà chúng ta có sản phẩm được thì chúng ta phải có một cái hình dung được sắp tới chúng ta sẽ là ai và làm gì. Với lực lượng điều dưỡng thì với cái sự chủ động và sự rất là tâm huyết của ban giám đốc, mong muốn là phát triển vững mạnh, vững chắc, tiến tới là số hóa tất cả nhà bệnh án không có giấy giống như ngày hôm nay. Cái bộ quy trình chuẩn mực đó thì chúng ta phải có được những cái điểm, tạo ra những cái chỉ số để gắn kết được với nhau. Nó phải quản lý chặt chẽ là nền tảng, nó phải đi từ cá nhân của điều dưỡng, có những cái tiêu chuẩn nền bắt buộc là phải đạt được, đến với những cái chỉ số mà điều dưỡng trưởng cũng có thể quản lý được. Ví dụ như người bệnh nội trú trong bệnh viện với 1.000 người bệnh thì một ngày chúng tôi cũng sẽ có gần 20 chỉ định của bác sĩ về cả cận lâm sàng, về cả thuốc. Như vậy thì chúng tôi phải biết được theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của bệnh viện thì mỗi cái toa thuốc khi thực hiện cho người bệnh phải ít nhất 2 lần kiểm tra. Như vậy tôi phải hiểu được có 1.000 đơn thuốc hiện tại thì điều dưỡng đã thực hiện được bao nhiêu và đã kiểm tra bao nhiêu cái toa thuốc đã kiểm tra được 2 lần để ngăn ngừa những cái nếu có của sự sai sót, thì tất cả các bộ phận phải đạt được cái sự kiểm tra này. Như vậy chúng tôi sẽ có những chỉ số của KPI chỉ có trên màn hình, lúc nào cũng sẽ hiện cái điều này, và cũng không để cho nhân viên có thể là làm có bằng cách là chúng tôi sẽ kiểm soát là cái QR code, scan QR code thì cái nội dung mới được mở ra. Theo từng cái trạm điểm, cái tiếp điểm cụ thể thì chúng tôi phải cần cái sự xác nhận của người bệnh, cần xác nhận của đồng nghiệp thì lúc đấy chúng tôi mới biết được. Tôi hay gọi là sức khỏe của hệ thống điều dưỡng là các đang ở đâu, thì tôi sẽ nhìn trên hệ thống tôi biết rằng 1.000 toa thuốc hiện nay điều dưỡng đã có 90% cái toa thuốc đã được tới người bệnh rồi, còn 10% thì chuyện gì đang xảy ra, nếu như chưa tới thì có nằm trong cái giới hạn cho phép hay không, thì chúng tôi sẽ có một cái can thiệp kịp thời để đem lại một cái nhanh nhất. Em có một câu hỏi nha, chúng ta phải tiết lộ một chút xíu sự khác biệt gì giữa cuốn sách dành cho điều dưỡng của Đại học Y Dược và những cái cuốn sách dành cho điều dưỡng ở những cái trung tâm y tế khác được không ạ? Bây giờ mình đang nói ra về cái khối lượng của công việc của một cái người điều dưỡng trong bệnh viện, rất nhiều công việc, kể cả cái việc thực hiện thuốc thôi thì một điều dưỡng có thể thực hiện 20 đến 30 mỗi tim trong 8 giờ trực, còn những việc khác nữa. Như vậy thì làm sao mình yêu cầu một cái quy trình đưa ra
mà điều dưỡng có thể nhớ được, chúng tôi sẽ biến cái cấu trúc tất cả các quy trình theo một kiểu nhớ cụ thể, đó là gồm có 5 bước thôi. Và bắt buộc là khi giao tiếp thì đạt được những cái kỹ năng gì? Hồi nãy chị Minh có chia sẻ là cái bộ sách này đã được bắt đầu từ khoảng 6 năm trước rồi. Nhưng mà tại sao là 16 tháng 10 vừa rồi thì bắt đầu mới có thể là công bố ra ngoài? Có phải là Bệnh viện Đại học Y Dược đã dùng cái bộ sách này để kỷ niệm 30 năm bệnh viện thành lập và muốn chia sẻ một cái điều đó tuyệt vời ra ngoài không ạ? Cảm ơn Như Thảo, cảm nhận rất là đúng. Tại vì Bệnh viện Đại học Y Dược là sẽ làm xong rồi mình mới nói. 8 năm trước đã bắt đầu, và khi đến giờ phút này thì chúng tôi đã thực hiện giống như là những cái tiêu chuẩn cơ bản của bệnh viện, và chúng tôi đi cả một bước cao hơn là đã số hóa luôn rồi. Như vậy thì làm sao để chia sẻ, lan tỏa được cái hình ảnh của điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi mới quyết định là hiệu chỉnh lại để phù hợp hơn với các bệnh viện. Cũng đã qua gần 1 năm để sự chuẩn bị, sự hiệu chỉnh, thẩm định rồi và quyết định chọn cái sách này là sách hướng dẫn cho điều dưỡng thực hành, điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y trong cả nước và cả những sinh viên, học sinh. Nếu các bệnh viện mà có tiếp cận được thì chúng ta cũng có thể sử dụng hoặc điều chỉnh một tí. Tôi nghĩ là chừng 1 năm hoặc 2 năm các bệnh viện cũng sẽ có được một cái lực lượng điều dưỡng tốt giống như Bệnh viện Đại học Y Dược này. Phải chân thành cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Dược đã chia sẻ và công bố cái bộ sách này, là những cái gọi là những cái tinh hoa, những gì đã được chắt lọc và những kinh nghiệm cho ngành điều dưỡng từ trong Bệnh viện Đại học Y Dược để đưa ra ngoài để mọi người có thể cùng học tập. Trong cái hệ thống y tế của Việt Nam á chị, thì số lượng điều dưỡng có đông không ạ? Hiện nay một trong những cái lực lượng mà đông nhất, trực tiếp nhất đối với người bệnh đó là lực lượng của điều dưỡng, và chiếm từ 50 đến 60 lực lượng của ngành y tế. Là chiếm hơn một nửa lực lượng y tế. Cụ thể là một bác sĩ thì mình cần bao nhiêu điều dưỡng không ạ? Hiện nay tiêu chuẩn thì có nhiều cái khái niệm sẽ khác nhau. Yeah. Có nơi thì thấy là tiêu chuẩn của điều dưỡng theo bác sĩ hay là điều dưỡng theo giường bệnh. Nhưng đối với chúng tôi thì cũng giống như cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước phát triển, thì chúng ta tạo được một cái dịch vụ chăm sóc, chúng ta không phụ thuộc vào ông bác sĩ, chúng ta không phụ thuộc vào tiêu chuẩn của cái giường, mà chúng ta phụ thuộc vào cái người bệnh, cái người mà chúng ta chăm sóc đó, họ cần gì ở chúng ta. Mình lấy bệnh nhân làm trung tâm chứ mình sẽ không có phụ thuộc. Tại vì nhu cầu của người bệnh tới Đại học Y Dược họ sẽ có cái nhu cầu khác, nhưng mà một bệnh viện ở phường xã hay là một bệnh viện AB nào đó ở tỉnh thì họ lại có nhu cầu khác. Như vậy là mình chăm sóc dựa trên cái nhu cầu cần của người bệnh. Thì bây giờ bật mí đi, Đại học Y Dược là bao nhiêu điều dưỡng cho một bệnh nhân ạ? Bật mí, tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì đối với hồi sức thì chúng tôi sẽ có cái tính từ 2 đến 3 điều dưỡng chăm sóc trên một người bệnh. Còn đối với các phòng mà người bệnh ở cấp 2, cấp 3, người bệnh có thể là khỏe mạnh chờ mổ thì một điều dưỡng chăm sóc từ 6 đến 8 bệnh, đó là theo tiêu chuẩn. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng 8 đến 10, có những giai đoạn mà chúng tôi sẽ cảm thấy là áp lực, nhiều người bệnh cần, thì chúng tôi sẽ kết hợp cái mô hình là vừa chăm sóc đảm bảo khối lượng cho người bệnh và vừa có cái lực lượng để tư vấn hướng dẫn người bệnh những cái thủ tục nhập viện. Khi có người bệnh xuất viện xong thì bằng mọi cách làm nhanh nhất chuẩn bị giường bệnh để mà tiếp nhận người bệnh khác. Thì nếu mà tính khối lượng công việc ra đó không thực tế là 6 người bệnh là có mặt ở trong bệnh viện, nhưng mà vài người bệnh cũng đang chuẩn bị chờ. Rồi. Như vậy chờ thì mình cũng phải chăm sóc nữa. Dạ. Như vậy thì mình phải làm mọi thứ làm sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh sai sót. Đó là nhiệm vụ của những người quản lý. Em biết là cái hệ thống y tế của mình đang rất là thiếu nhân lực. Vâng. Và vì rất là đông bệnh nhân mà cái bệnh viện cũng không có đỡ to ra được. Ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng ta có sử dụng thêm công nghệ gì khác để hỗ trợ cho điều dưỡng có thể thoải mái và nhanh hơn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân của mình không ạ? Công nghệ hay kỹ thuật tiên tiến nào dành cho riêng cho điều dưỡng ấy? Vâng, rất là nhiều đấy. Rất là nhiều luôn. Xịn quá, bệnh viện xịn quá. Bên cạnh cái công nghệ thì mình còn phân tầng cái khối lượng công việc. À. Ví dụ đó là những cái chăm sóc cơ bản thì mình sẽ tuyển một cái lực lượng là người lao động, mình hay gọi là hộ lý hoặc là hỗ trợ chăm sóc. Thì bệnh viện có khoảng 200 nhân viên, họ sẽ cùng là hỗ trợ phối hợp với điều dưỡng, sẽ phân ra những cái mức độ của công việc. Và sự trực tiếp cần kỹ thuật cao thì sẽ có những cái điều dưỡng có đủ tay nghề và để tập trung cho cái việc mà chăm sóc
trực tiếp với người bệnh nhiều hơn. Vậy có nghĩa là điều dưỡng cũng phải cần đi học cách sử dụng những cái kỹ thuật cao, những cái máy kỹ thuật cao, cũng phải đi học sử dụng và đi cập nhật công nghệ đúng không ạ? Đối với những cái kỹ thuật cao là phải là điều dưỡng bên tôi tính là từ hạng 3, hạng 4 trở đi. Năm vừa rồi thì gần có 60 điều dưỡng được đi nước ngoài học. Cái công nghệ mà mới nhất vừa rồi mà điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Dược được gửi đi học là cái gì hả? Chị Minh Thủy bật mí một chút xíu và chia sẻ với mọi người không ạ? Điều dưỡng với lại bác sĩ thì sẽ cùng là một ekip. Ví dụ những kỹ thuật cao để bác sĩ làm được thì bao giờ cũng phải có điều dưỡng. Ví dụ như chạy người bệnh như ECMO, bác sĩ trong những cái ca mà ghép tim vừa rồi hay là ghép gan thì tất cả đều có vai trò của người điều dưỡng. Điều dưỡng phụ mổ, điều dưỡng chăm sóc tốt thì mới tạo ra được một cái thành công. Dạ, đúng như vậy rồi, thông đúng thường rồi. Thì chỉ thấy được cái người cầm dao mổ thì thường dạ, sẽ rồi. Là được dạ, nhiều người rồi. Biết đến nhưng mà chúng tôi thì sự hỗ trợ rất thầm lặng. Sự hỗ trợ thầm lặng và cùng một ekip dạ. Chứ không có việc nào độc lập, chỉ có một người làm mà không có người thứ hai. Bây giờ mình quay lại bộ sách đi. Cái bộ sách đó là đợt vừa rồi 16 tháng 10 là ra mắt thì nó có những cái cải tiến nào đó so với 5 năm trước không hả chị? Rất là nhiều. Ừ. Tại vì một cái chứng cứ được công nhận, chúng tôi là cứ hàng tuần họp quy định là đối với những cái tài liệu mà hơn 2 năm thì chúng tôi phải có cập nhật. Cho nên bộ tài liệu này là bộ tài liệu đã được cập nhật. Và một trong những cái mà tâm đắc nhất của chúng tôi đối với cái bộ sách này đó là cái hướng dẫn đưa ra những cái công cụ hướng dẫn cho điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, từ cái lúc nhận người tiếp nhận người bệnh đến lúc lập kế hoạch chăm sóc đến lúc triển khai thực hiện và đánh giá cái kết quả của mình thực hiện. Thì chúng tôi cả ekip dịch sách từ cái bản quyền của nhà xuất bản Elsevier và chúng tôi từ cái bộ chẩn đoán của Nanda gần 20.000 cái can thiệp rồi 15.000 cái chỉ tiêu để lượng giá và chúng tôi sẽ kết hợp làm sao để đóng khung lại cho cái từng cái chẩn đoán cụ thể mà người bệnh cần chăm sóc thì chúng tôi sẽ gợi ý theo cái hành trình đấy và có được cái bộ quy chuẩn cũng kỳ công cả một cái tập thể để đóng góp vào. Vậy theo chị Hồng Minh đó là cái bộ sách dành riêng cho khối điều dưỡng này á, là những cái bạn mà đang học điều dưỡng nè thì tất nhiên là nên tìm hiểu và đọc để biết thêm thông tin. Còn những cái người như em chẳng hạn, em có nên đọc nó không? Em thấy là có rất nhiều thứ hấp dẫn á, ví dụ em cũng rất muốn biết là phải chăm sóc một người bệnh ở nhà làm sao. Ví dụ như người nhà của mình khi đi bệnh viện về nhà họ nằm ở nhà thì không thể nào mà đụng cái là trở lại bệnh viện được. Quá hay ha. Bởi vì cái quy trình nó rất là ngắn gọn và nếu mà dịch vụ mà chăm sóc tốt thì bao giờ cũng vậy, phải có cái sự kết hợp của người bệnh và người nhà. Và trong cái bộ sách này là quy trình thực hiện của nhân viên y tế và có cả hướng dẫn luôn người nhà về nhà sẽ tiếp tục chăm sóc như thế nào. Dạ. Thì thông thường trong bệnh viện thì nhiệm vụ đó của điều dưỡng sẽ hướng dẫn cho người bệnh về nhà hoặc là phát hiện sớm những cái biến chứng. Nếu như có thể là người bệnh nghe nhưng sẽ chưa có nhớ hết, bởi lúc đó là xuất viện là rất là muốn về. Và đến lúc mà có một cái dấu hiệu gì đó thì mình cũng sẽ rất là lo lắng. Yeah. Nhưng nếu sử dụng bộ sách này á, và nếu những người mà mong muốn thích học hỏi giống như Thảo thì mình nghĩ là có thể sử dụng và rất là hữu ích. Và lúc đó là chúng ta phối hợp với nhau và phát hiện rất sớm những cái dấu hiệu gọi là có thể cảnh báo, gọi điện hoặc liên lạc để chúng ta có cái tư vấn kịp thời để nâng cao được cái hiệu quả của chăm sóc và điều trị. Dạ, rất hay, sự, một ý kiến rất hay. Thiếu thông tin lắm. Mình cũng không biết là mang người thân về nhà và chăm sóc như thế nào nữa. Thì em nghĩ là thật ra thì những cái người thân của bệnh nhân cũng cần phải tìm hiểu là phải chăm sóc như thế nào và dấu hiệu gì thì phải gọi ngay cho điều dưỡng hay bác sĩ để báo, đúng không ạ? Vâng, rất rất dễ. Và trên đó chỉ là những cái gạch đầu dòng ngắn gọn ghi ra những cái triệu chứng nổi bật mà những cái y học chứng cứ họ đã làm nghiên cứu, họ cho thấy đây là những cái dấu hiệu gợi ý và chúng ta có thể có cái bước xử lý tiếp theo luôn. Đấy, đó là cái sức mạnh của cái bộ sách, là để tạo được một cái sự thống nhất cho cái hệ thống điều dưỡng cùng với cái hệ thống điều trị. Vậy thì bộ sách này đã không chỉ đơn giản là focus và tập trung vào những cái bạn đang học điều dưỡng hay những cái người đang làm công việc điều dưỡng nữa, mà nó sẽ phù hợp với hầu như tất cả mọi người, ai mà có một cái sự quan tâm và có một cái nhu cầu cần phải biết làm sao để chăm sóc những người thân của mình, người bệnh của mình hay chăm sóc bản thân mình sau khi mà phẫu thuật xong thì cũng rất là phù hợp để đọc đó. Vâng, chẳng những điều dưỡng, hộ sinh mà là kỹ thuật y, cái cả những bài tập vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng tự sau khi nhà. Mà người bệnh xuất viện đi về
hoặc là trong bệnh viện thì mình cũng có thể làm theo. Em thấy ví dụ cụ thể nhất là gì, là rửa vết thương á. À đúng, rồi sợ lắm luôn á, không dám đụng vào. Trong đó sẽ có những cái phân loại luôn. Đối với những vết thương thì vết thương khô để làm cho ẩm, một cảm thấy thoải mái. Những cái dạng da nhân tạo nào để chúng ta có thể áp dụng. Đối với vết thương mà rỉ dịch thì những cái gì có thể kiểm soát được cái dịch đó, có những cái foam, những miếng dán nào và hiện nay có những cái dung dịch nào tốt nhất nữa thì sẽ là phân tầng theo chứng cứ cả, chứ không phải là những cái một số cái cổ điển của chúng ta nghĩ và cập nhật theo cái hành trình phát triển của khoa học. Thì ở đó sẽ phân loại ra. Ví dụ mình là lo rất là thẩm mỹ ha, không phải là những cái dung dịch rửa vết thương mà sẽ có màu. Dạ, hiện nay sẽ là không màu và chỉ còn là những cái chai xịt, ai cũng làm được cả. Đấy, và họ có những cái dòng sản phẩm là họ tiếp xúc với cái vi khuẩn và sẽ diệt vi khuẩn trong vòng chỉ có vài giây. Bộ sách cũng sẽ liệt kê ra một số cái tác dụng chính của những cái dòng sản phẩm, cái hoạt chất nó nằm trong loại dung dịch đấy đấy. Nếu mà nhân viên mà mình đọc được cái hướng dẫn cấu thành bởi những thành phần nào thì mình sẽ nhận dạng được nó sẽ tác dụng như thế nào trên vết thương đấy, và phân loại làm sao chọn được những cái dạng mà dung dịch rửa hay là những cái băng dán phù hợp làm cho chúng ta cảm giác thoải mái, nó khác hẳn giống như cái quan điểm trước đây. Ồ, vậy là có nghĩa là không phải vết thương nào cũng như nhau, không phải vết phẫu thuật nào cũng như nhau, ở chân nó khác, ở bụng nó khác, đúng, ở trên đầu đúng, nó sẽ khác nhau. Đúng. Vậy thì khi mà điều dưỡng, người điều dưỡng mà chuyên nghiệp và biết á, họ sẽ biết là cái vết thương nó nằm ở đâu, phẫu thuật nằm ở đâu thì sử dụng những cái gì. Vâng. Đúng không ạ? Ví dụ nhưng ở ngoài da thì nó sẽ có chưa vào trong mô của tế bào, là mới trị chạy ở ngoài thôi. Vâng, thì sẽ có dung dịch nào nó sẽ là phổ ở đây. Phổ là có nghĩa là diệt khuẩn mạnh nhất. Còn nếu vào trong niêm mạc rồi thì sẽ có những cái phổ nào diệt được vi khuẩn tốt nhất. Còn ví dụ như vị trí ở đây trên cơ thể chúng ta có nhiều vị trí sẽ khác nhau. Như vậy những cái gì là có nhiều dòng băng dán hoặc là nó sẽ cải tiến theo những cái vị trí như gót chân đi. Mình lấy cái băng bình thường bỏ chắc là nó sẽ rớt. Tụt liền. Vâng. Rớt ra. Đó. Sẽ có những cái dạng nào sẽ phù hợp, tất cả mọi vị trí đều có một cái dòng sản phẩm chuyên biệt. Rồi còn những cái chỗ mà nó rất là nhạy cảm và đáng sợ như là mổ tim chẳng hạn thì mình sẽ phải có những cái thứ rất là đặc biệt đúng không ạ? Vâng, làm sao cho được thoải mái khi chúng ta dán vào, chúng ta rửa rồi sẽ có cái kiểm soát về cái độ ẩm. Độ như ẩm vậy nữa. Thì khi mà độ ẩm cân bằng, giống như mặt của chúng ta đừng có khô quá, hôm nào cũng đừng có nhờn quá, để độ ẩm mà kiểm soát tốt thì cái mặt của chúng ta rạng ngời. Thì trong chăm sóc vết thương cũng vậy, nếu kiểm soát tốt được cái độ ẩm thì như cái tiết nhiều dịch thì nó có những cái dòng nó có thể hút được dịch khoảng 50ml ví dụ vậy. Còn nếu mà dịch ít thì những cái sản phẩm nó có thể là phóng thích ra làm cho cân bằng cái độ ẩm tại cái nơi đó thôi. Như vậy thì nhiệm vụ trong quyển sách sẽ phân loại ra, nếu mà dịch tiết nhiều sử dụng cái dòng nào, trung bình sử dụng dòng nào, còn nếu như khô da thôi thì sử dụng dòng nào. Như vậy thì để cho nhân viên y tế sử dụng một cách hiệu quả, không hoang phí. Ví dụ vậy. Dạ. Cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Cảm ơn bàn biên tập, chủ biên, ban giám đốc và cả Bệnh viện Đại học Y Dược nữa, vì đã có một cái sự chia sẻ về kiến thức mà rất là trân quý. Và chương trình Y tế Đột Phá ngày hôm nay, cảm ơn chị Minh đã tham gia rất là nhiều. Và chúng tôi xin phép kết thúc ở đây. Chương trình Y tế Đột Phá sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và phát sóng trên kênh YouTube của UMC. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.